Thưa quý vị, tại thành phố Bà Rịa, Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 16 mở rộng nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sơ kết công tác 9 tháng năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện, hoạt động chính trị kinh tế văn hóa xã hội quan trọng. 9 tháng năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên địa bàn cũng không xảy ra các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp. Tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tính dụng đen được đẩy lùi. Số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai đồng bộ, nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ban chấp hành Đảng Bộ Công an tỉnh lần thứ 16 mở rộng, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị những tháng cuối năm 2023, Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và đề án số 09 của tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an Bà Rịa Vũng Tàu trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự duy trì và phát huy các mô hình phòng chống tội phạm thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo trật tự an toàn giao thông